Xin mời các bạn ngược nghe một ca khúc qua đôi loa, John Girl, đôi loa xuất xứ từ nước Anh, hàng nồi luôn. Model của nó là P24. Đôi loa này khá là đẹp này. Đôi loa này nếu rất là hiếm và rất là lạ luôn. Lạ với Việt Nam thôi, chứ còn ở nước Anh thì rất nhiều nha. Và các nước thì rất nhiều, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì có rất ít. Có chỗ bán đến 30 triệu đôi loa này. Chiều sâu 35, chiều rộng 25 và chiều cao là 102. Nó nhìn nó gần gần giống như cái loa L5, nó vác lên, nó vác cái phiên trên lên này. Có một cái bách ở trong và một ngoài là lần mic và cái chép. Cái bách ở trong có thùng, có lò hơi phía trước và gạch toàn thân nó gỗ lạng. Bây giờ mình mời các bạn cùng nghe một ca khúc này qua cái bao XBA Crow XBA 2 này. Con này Made in USA luôn, hàng nội Mỹ nha. Rồi xin mời các bạn cùng nghe một ca khúc qua đôi loa này với một chiếc đầu dây mã Marantz. Xin mời các bạn. Dù nguyên do đâu duyên thôi.
đợi chờ trong giấc mơ. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau. Và đôi loa Rogan Model V24 giá của mình cho đi là 17 triệu, giảm 1 triệu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau.